Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thành tựu chung về kinh tế, chính trị, xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giáo dục và đào tạo của thành phố Ninh Bình cũng được quan tâm, chăm lo, phát triển, tiếp tục giữ vững truyền thống đơn vị, lá cờ đầu của tỉnh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo dục toàn diện trong nhà trường. Từ năm 2015 đến nay, thành phố Ninh Bình rất chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường học cho các cấp học theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đã có 39 công trình trường học trên địa bàn được xây dựng, nâng cấp từ nguồn ngân sách với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng. Thành phố cũng đã huy động gần 23 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị cho các nhà trường theo hướng khang trang hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy và học. Đến nay, toàn thành phố đã có 21 trường công lập và 1 trường tư thục đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học được đổi mới bằng hình thức thi tuyển, đã tổ chức thi tuyển 16 chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học. Vì vậy, chất lượng giáo dục của thành phố luôn đứng đầu tỉnh. Từ năm 2015 đến năm 2019, có gần 1.800 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, gần 190 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia. Trước mong ngóng của cả học sinh và các trường về bộ đề tham khảo để có định hướng tốt hơn cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chính thức bộ đề này dễ hơn so với đề tham khảo lần 1, phù hợp với mục tiêu chỉ xét tốt nghiệp nhưng lại là điểm khó để các trường, nhất là trường top trên, có thể tuyển sinh. Đây là nhận định chung của nhiều giáo viên. Không khí lớp học này như sôi nổi hơn khi cả thầy và trò cùng dành thời gian để bàn thảo về đề thi tham khảo vừa được công bố. Do độ khó giảm đi so với đề tham khảo lần 1, nên đa phần học sinh thấy tự tin và yên tâm hơn. Theo em thì nó gồm tầm 70% là cơ bản, 30% nâng cao, còn so với đề 1 thì nó có vẻ dễ hơn một tí. Không khó, chắc nó chiếm nó khoảng tầm 10-20%, chứ nó không chiếm nhiều mấy. Cái mức độ là vừa phải, khá là phù hợp với cái khả năng của các học sinh. Nhìn chung thì các con có khả năng tự tin để làm thêm so với đề trước. Dễ thở hơn cho học sinh, nhưng sẽ lại là bài toán khó cho tuyển sinh của các trường đại học. Bởi nếu ở đề của năm trước, từ câu 35 của bài thi 50 câu đã bắt đầu có sự phân hóa và tăng dần về độ khó, thì ở đề thi này phải đến câu thứ 45, tức là độ khó phân hóa chỉ nằm ở 5 câu cuối cùng. Như vậy, đề thi chỉ có 5-10% để phân loại thí sinh. Cái độ phân hóa không phải tốt, nhất là đối với các trường top đầu. Đấy, thế thì bởi vì là cái đề thi văn này thì mình thấy rằng là hầu như là cái câu vận dụng nó rất là ít. Ngay cả những cái phần mà để vận dụng cao thì càng ít. Những cái câu từ nghị luận xã hội đến nghị luận văn học thì vẫn chủ yếu là mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thôi. Còn vận dụng cao thì hầu như là không có. Mức độ phân hóa thấp, trong khi nhiều trường đại học, thậm chí nhiều trường top trên dự kiến vẫn sẽ lấy kết quả của kỳ thi này để xét tuyển, nên nhiều ý kiến e ngại có thể sẽ dẫn đến nguy cơ 29 điểm vẫn không đỗ đại học. Tình trạng đã xảy ra vào 4 năm trước. Mức độ phân hóa giữa thí sinh khá, thí sinh giỏi là không rõ ràng. Thí sinh khá, thí sinh giỏi đều có thể làm được trên 9 điểm. Và vì vậy, để có thể xét tuyển được vào những cái trường ở mức độ mà người ta cần tuyển đầu vào cao ấy thì sẽ rất là khó. Và các trường chắc chắn sẽ phải dùng những cái tiêu chí phụ rất là khắt khe để có thể xét tuyển được. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cũng khuyến cáo học sinh không nên vì thấy đề tham khảo không quá khó mà nảy sinh tâm lý chủ quan. Vì thực tế, đề thi thật của nhiều năm vẫn có độ chênh so với đề tham khảo, nên học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản và phải luyện tập thêm cả phần nâng cao để đạt được kết quả cao nhất cho kỳ thi sắp tới. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, quy mô của gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp hiện đã lên tới khoảng 650.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với mức đăng ký ban đầu, với lãi suất cho vay thấp hơn thời điểm trước dịch khoảng 1-2%. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, các ngân hàng đang tích cực triển khai gói cho vay mới với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt khó do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Đến nay, đã có 147.637 khách hàng đã được vay với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23 tháng 1 đạt khoảng 553.000 tỷ đồng. Các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, hạ lãi suất dư nợ,
hiện hữu mức hạ lãi suất phổ biến từ 0,5 đến 2 điểm phần trăm. Thậm chí một số tổ chức tín dụng đã hạ lãi suất cho vay tới 4% một năm so với trước khi có dịch. Hiện dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát tại 99% số xã trên cả nước, đồng thời đã có trên 30 tỉnh có đàn lợn đạt từ 80 đến 100% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã nhập khẩu 45.000 tấn thịt lợn các loại, nhưng thay vì hạ giá, thì kể từ đầu tháng 4 cho đến nay, giá lợn hơi và thịt lợn thương phẩm vẫn tiếp tục giữ ở mức cao. Trong những ngày qua, giá lợn hơi từ các tỉnh phía Bắc đang phổ biến ở mức từ 90 tới 94.000 đồng một kg, còn giá lợn hơi giao dịch từ các tỉnh miền Trung và miền Nam hiện đạt thấp hơn, dao động quanh ngưỡng 85 đến 90.000 đồng một kg. Như vậy, so với mục tiêu điều hành giá về mức 70.000 đồng một kg của chính phủ, thì giá lợn hơi trên thị trường vẫn đang cao hơn từ 15 đến 25.000 đồng. Theo một doanh nghiệp chăn nuôi lớn, thì lý do là thiếu nguồn cung. Cái chính là bây giờ cái nguồn cung và cầu nó đang chênh nhau rất là nhiều. Để bền vững được cái này phải là do cung cầu. Thực tế trong suốt thời gian vừa rồi, khi mà CB bán thấp hơn thị trường, thì cái người tiêu dùng cũng không được hưởng lợi gì. Con số của Tổng cục Thống kê cho thấy, trước thời điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi, tức là trong năm 2018, tính trung bình mỗi quý cả nước sản xuất được 920.000 tấn lợn thịt. Tuy nhiên trong quý 1 năm nay, sản lượng này chỉ đạt 810.000 tấn. Việc thiếu nguồn cung là nguyên nhân chính dẫn đến giá thịt lợn vẫn giữ ở mức cao từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên theo nhận định của Cục Chăn nuôi, thời điểm này trở đi sẽ không thiếu nguồn cung nữa. Quý 2 dự kiến sẽ được khoảng độ trên 900.000 tấn. Quý 3 thì có thể đạt được khoảng độ ở trên 1 triệu tấn và quý 4 sẽ dự kiến được khoảng độ gần 1,1 triệu tấn. Chưa kể một lượng lớn thịt lợn đã được nhập khẩu về Việt Nam. Vậy tại sao giá thịt lợn trong nước vẫn tăng cao? Cái việc giá tăng lên thì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái việc chi phí sản xuất của thịt lợn ngày hôm nay cũng đã tăng cao lên rồi. Vấn đề thứ hai, mọi người đang có một cái lưu ý là liên quan đến vấn đề về tâm lý. Cứ nói rằng là tâm lý đưa ra thị trường sang bên nước ngoài. Hiện nay thị phần của chăn nuôi nông hộ, gia trại, trang trại, hợp tác xã đang chiếm khoảng 65%. Nếu chỉ có 15 đơn vị chăn nuôi lớn, tương đương chiếm 35% thị phần tham gia cam kết hạ giá thì sẽ rất khó thực hiện được. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, những đối tượng chăn nuôi theo quy mô trang trại, hợp tác xã cũng cho biết khó có khả năng tham gia cam kết bình ổn vì chưa ổn định được sản xuất. Trong khi mà giá lợn lên thì số lượng lợn người ta không còn nhiều, mà người ta bán đi cũng chưa thể đủ thu. Vì chăn nuôi lỗ vốn không ai người ta cho vay cả, thế thì phải vay bên ngoài. Vay bên ngoài thì vậy là lãi suất người ta trả cao, trả phải cao hơn so với từ nhà nước. Thế cho nên người ta cũng rất khó khăn. Thời gian qua, hàng loạt các vấn đề liên quan tới ngành hàng này đã được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà quản lý đưa ra bàn bạc lấy ý kiến, trong đó có việc tìm giải pháp căn cơ nhằm hạ giá thịt lợn. Nhưng thực tế lại cho thấy, bài toán hạ giá thịt lợn vẫn có vẻ rất khó tìm ra lời giải khi mà mức giá thậm chí vẫn có dấu hiệu tăng thêm. Nắng nóng hiện nay có thể gây bất lợi với sản xuất nông nghiệp, song lại thuận lợi trong khâu thu hoạch lúa ngoài đê một cách nhanh gọn. Hạt có thể phơi khô trong ngày. Nhờ đó đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Nho Quan thu hoạch nhanh diện tích ngoài đê, tránh được lũ tiểu mãn cuối vụ. Ruộng khô ráo thuận lợi đưa máy móc thay cho sức lao động. Việc thu hoạch được thực hiện vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Thời điểm giữa trưa là lúc phơi lúa. Chính vì vậy, chỉ trong 1-2 ngày, năm sào ruộng của gia đình nhà chị Lan đã hoàn thành thu hoạch và phơi khô. Mọi năm thì nước tiểu mãn lên, nhà thì được gặt nhưng có người thì lại cũng không được gặt ấy. Hôm nay thì chương trình là dân chúng tôi là thu hoạch trọn vẹn thì phấn khởi. Nếu gặp lũ tiểu mãn, không những thất thu lúa mà việc thu hoạch và phơi phóng vô cùng vất vả bởi phần lớn sử dụng sức lao động thủ công. Nắng ráo những ngày qua giúp giải phóng cho người nông dân công sức và thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa. Đồng đất khô thì khi máy gặt vào thu hoạch thì là chúng tôi tập trung cho nhân dân là phơi cũng đảm bảo do thời tiết thuận lợi thì đến nay là chúng tôi đã cơ bản thu hoạch được đạt tới 85% diện tích ngoài đê để tránh được cái nước tiểu mãn. Nho Quan có khoảng trên 1.000 hectare lúa ngoài đê trong tổng diện tích hơn 7.400 hectare lúa đông xuân. Đây được coi là vụ sản xuất chính của nhiều hợp tác xã. Diện tích này quyết định quan trọng tới sản lượng của năm. Do đó trong công tác chỉ đạo điều hành lịch gieo cấy được triển khai sớm nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Rút kinh nghiệm mọi năm thì về cái diện tích lúa ngoài đê để phòng chống tiểu mãn thì Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo
những địa phương là cấy tập trung và cùng trà, đặc biệt là cái giống thì là chỉ đạo là các địa phương là cấy cùng một khu, từ thu vào từ nay đến mùng 12 tháng 5 là hết cơ bản xong. Đến thời điểm này, Nho Quan thu hoạch được 85-90% diện tích lúa ngoài đê. Theo đánh giá ban đầu, năng suất ước đạt trên 50 tạ một hecta. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời tiết những ngày tới có thể xảy ra mưa trên diện rộng, do đó bà con không thể chủ quan. Kinh nghiệm xanh nhà hơn già đồng được triển khai thực hiện ở các địa phương để có một vụ lúa an toàn và hiệu quả. Từ sự hỗ trợ xi măng của thành phố Ninh Bình, phong trào bê tông hóa các tuyến đường, ngõ phố được nhân dân hưởng ứng. Nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, mở rộng, trở nên khang trang, làm thay đổi cảnh quan, diện mạo đô thị ngày càng sạch đẹp. Do thời gian làm đã lâu, nên đến nay một số tuyến đường bị xuống cấp, trở nên chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là sự gia tăng của các phương tiện giao thông. Từ thực tế đó, nhiều tổ dân phố đã huy động được sức dân trong việc đóng góp, nâng cấp, mở rộng đường. Đường nó bé thì là chúng tôi là tuyên truyền vận động nhân dân là hiến đất để mở đường, nắn đường cho nó rộng. Cống rãnh là toàn bộ nhân dân cống hiến đất làm đường, xây vào mỗi nhà nào cũng lùi vào 1 mét với hơn 1 mét. Từ sự đồng lòng của nhân dân, con ngõ này đã nhanh chóng được hoàn thành. Lòng đường được mở rộng gấp đôi với kinh phí thực hiện lên đến trên 150 triệu đồng. Đây cũng là tiền đề để khu phố quyết tâm xây dựng đoạn đường văn minh đô thị. Sau khi làm đường xong thì nhân dân cũng đang vận động là các hộ là mua thùng rác có nắp đậy để giữ gìn cái vệ sinh môi trường. Hiện nay ở các phường, xã trên địa bàn thành phố đã làm tốt việc huy động sức dân đóng góp để nâng cấp các tuyến đường ngõ phố. Tiêu biểu như ở Phúc Thành, chỉ tính năm 2019 đến nay, cả phường có 9 tuyến phố đăng ký nâng cấp làm mới. Khi mà có cái chủ trương ở trên ấy, thì chi ủy về hội ý giao cho tổ dân phố tổ chức họp dân, vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân là nhiệt tình là ủng hộ. Chính vì vậy là trong thời gian rất ngắn các gia đình là ủng hộ đầy đủ tiền để làm. Đường được làm mới, rộng hơn, đẹp hơn, hệ thống điện cao áp cũng được lắp đặt từ nguồn kinh phí của dân. Tất cả đã góp phần làm cho cảnh quan đô thị thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ bê tông hóa, nhiều tuyến đường đã được nhân dân đóng góp tiền để chảy nhựa, áp phan, vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại, vừa làm đẹp thêm cảnh quan. Tiêu biểu như người dân tại các phố Phúc Thịnh, Phúc Nam, phường Phúc Thành đã đóng góp trên 200 triệu đồng, giải nhựa 100 mét đường. Xuất phát từ cái con đường nó quá cũ, tổ dân phố đã họp dân ở trên hai mặt đường, cùng thống nhất là tự mình làm, đóng góp tiền và nâng cấp cái mặt đường nhựa bê tông áp phan. Huy động sức dân để nâng cấp các tuyến đường ngõ phố thêm khang trang là tiền đề quan trọng để xây dựng thành công các tuyến đường văn minh đô thị, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan chung. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.